thôi đây, sợ vậy nhà gì dính bẩn. Ô ngon mà tích. Tái diễn lại hiện trường bới đất của chú chó ta đang chơi thì bị chủ phát hiện. Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng đã cười không ngậm được mồm với chiếc clip siêu cưng của bé Bob bị con sen bắt dừng lại hiện trường vô cùng thật trần khi đang vui vẻ đào đất. Sau khi đăng tải, chiếc clip đã thu hút sự quan tâm của đa số dân tình bởi biểu cảm siêu yêu của chú chó này và những câu chăm chọc cười muốn nổi thương của bạn nam trong clip. Dòm gì? Quay lại dòm này nè. Đó, lúc mày bơi mày không dòm mặt tao đâu. Bơi. Và cũng có vô số bình luận đã thay lời muốn nói của bé cún này như chó said, chuyện xui rủi chắc tôi muốn ông ơi. Mày làm tao mất tự nhiên quá sen. Khó quá khó à, giỡn xíu gì căng. U là trời, nó bạo hành tôi này trời, tôi có làm như vậy bao giờ cơ chứ. Tao chỉ làm mẫu một lần thôi, làm nhiều cái mệt không muốn nói. Bằng sự hài hước của mình, chủ tới nhà này đã gom về những con số khủng với hơn 63.000 lượt yêu thích, hơn 2.500 bình luận và gần 2.000 lượt chia sẻ. Nên là sau này, nếu cuộc sống của các bạn có áp lực quá thì về đây mà xem boss sen nhà này tấu hài nha. Đúng là sinh ra đã dành cho nhau rồi. Còn các bạn cảm thấy như thế nào khi xem chiếc clip này? Hãy để lại bình luận cho Yêu Lưu biết nhé.